điều khiển được, nó cứng luôn đúng không? Mà điều cũng như đẻ lên là lấy để cái tô cơm được. À, để cái tô cơm lên bình thường ha. Bình thường nè. Nó cứng luôn á. Cho anh sờ cái hả? À, nó có cảm giác như là bàn tay thiệt luôn rồi. Dạ, Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại thị trấn Thanh Bình thuộc huyện Thanh Bình của tỉnh Đồng Tháp. Và phía trước đây là ngôi nhà của cô bé mà được mệnh danh là thiên thần bị gãy cánh. Vì một lần tai nạn giao thông em phải mất đi một cái cánh tay và một cái chân. Thì sau đó được rất là nhiều cô bác quý anh chị cũng như là tất cả các mạnh thường quân quan tâm. Trong đó có chị Lâm Tiền ở Mỹ đã hỗ trợ cho em làm lại cái phần tay với phần chân đã bị mất đi. Và để biết được những cái bước đi của em như thế nào, tại vì sau một cái thời gian ghép chân á thì cái bước đi của em còn khá là khập khiễng. Hôm nay thì muốn quay lại thăm gia đình của em và nghe nói được rằng là em có thêm một cái cánh tay từ mạnh thường quân, và đồng hành với Bùi Hồ hôm nay á thì có Đạt Đồng Tháp, hai anh em cùng đi chung. Thì cô bác của anh chị mà có ủng hộ thì lên kênh Đạt Đồng Tháp để mà like share chia sẻ để cho Đạt có thêm một cái động lực. Cô bác của anh chị bây giờ vô đây thăm em ha. Lúc trước thì còn làm hồ đó, chưa có làm kênh đó, thì Đạt có biết gì về Hân này không? Lúc trước cũng theo dõi trên Bùi Hồ thì cũng biết về Hân. Lúc đó là Hân 16 tuổi là đi trên đường bị tai nạn giao thông đó, rồi bị xe cán ngang hư một cái cánh tay với lại một cái chân. Thì cũng nhờ các cô chú anh chị Mạnh Thường Quân giúp đỡ thì Hân cũng có được một cái đôi chân rồi. À, thì Đạt cũng có thường theo dõi kênh của Bùi Hồ đúng không? Thì Đạt thấy cái công việc đó mà kết nối được với mọi người cũng khá là hay, nên tạm thời thì Đạt không có đi làm hồ, tiếp tục chia sẻ những cái hoàn cảnh, những cái mảnh đời khó khăn cho cô bác của anh chị. Bây giờ ở trong này là bé Hân này, cô bác của anh chị. Còn đau hay hơn? Không phải xích cái sợi dây cái rừng để kéo giật xích cái sợi dây ấy. Gắn là để gắn calicon vô tự. Rồi bà ngồi đi bà. Dạ. Hân ngồi đi. Đi nhiều là cô bác bên chị thấy vui à. Cái cánh tay cử động được chưa? Nhất được. Những cái ngón tay mình đâu có ấy được hả? Dạ không. Không có điều khiển được, nó cứng luôn đúng không? Mà điều cũng như đẻ lên là lấy để cái tô cơm được. À, để cái tô cơm lên bình thường ha. Bình thường nè. Nó cứng luôn á. Cho anh sờ cái hả? À, nó có cảm giác như là bàn tay thiệt luôn rồi. Đã coi nè. Có móng luôn nè, trời, làm giống hạch thiệt luôn ha. Giống. Đâu quay lại. Ồ, giống thiệt ghê luôn á. Có móng đồ luôn nè trời. Công nghệ giờ làm hay ghê á. Để xương cái đánh làm sao? Đi đánh làm sao? Đi đánh có cái cánh tay nó cũng cân bằng đó. Dạ. À. Rồi ngồi xuống đi cô gái xinh đẹp ơi. Em ngồi được không? Tự ngồi được không? Hay có cần bà ngoại dìu không? Dạ được. Cái này đi lên trển gắn rồi cái bắt đầu mặc cái đầm vô, rặn quay gửi cho dì Tiền. Dạ. Rặn tự nó đi rồi. Bà với Hân rồi xích vô đi, rồi quay qua đây nè Hân. Em ngồi quay qua anh nè. Gương mặt xinh quá mà. Để anh vợ cái ghế lại cho. Thôi thì là đầu tiên là anh với lại Đạt Đồng Tháp anh chúc mừng em. Hôm nay thì chắc có lẽ là so với thời gian trước đây thì em tăng cân hơn đúng không? Dạ. Tăng được mấy ký? Dạ 1-2 ký. Đó là cái 1-2 ký, đó là cái dấu hiệu của sự thể chất nó phát triển tốt á. Ăn uống được đúng không? Dạ. Ngủ ngon không? Dạ ngon. Hiện nay là được nhiêu ký rồi? Dạ cũng tầm 43. 43. Dạ. Gương mặt bữa nay tròn bầu bỉnh đẹp gái ghê á. Cách đây năm mấy thì Đạt cũng có xem bên trên Bùi Hồ thì thấy Hân lúc đó có ốm. Dạ. Cái mặt ốm bây giờ quay lại thì khác rất nhiều. Có chia sẻ là như với Đạt như thế này nè, lần đầu mà bị thì cái giữ lại tính mạng là may mắn rồi. Dạ. Mà sau khi giữ lại được cái tính mạng đó thì Hân phải chiến đấu với lại cái tâm lý của mình.
một cái cô gái rất là đẹp, thì em phải vượt qua những cái vượt qua được cái bản thân để chiến đấu với lại cái tâm lý của mình để mà sống trong cái thời gian sắp tới. Và đặc biệt là bên thân thì có rất là nhiều người thương yêu, rồi chị Tuyền, rồi cô Thắm, rồi chị Dung, rồi tất cả các mạnh thường quân luôn, cô bác của anh chị đều rất là thương yêu em, tại vì cái tuổi đời của em còn khá là dài, mà hôm nay là gặp em có thêm một cái cánh tay nữa, thì có cái chân nữa. Mà bữa nay anh thấy gì nè, anh hơi bỡ ngỡ là mình đi chưa vững là vì cái lý do là vì sao ta, mình đi chưa có được cái chân của nó làm như nó hơi ấy, nó lắc lư chú. Dạ. Rồi bây giờ là bởi vì bữa đó bác Mạnh Trển nói là lăn gắn cái calicon vô. Dạ. Đặng cho nó tự nó đứng vậy nó đi dễ hơn. Dạ. Dễ hơn cái này nè, đi nó hơi đau. Dạ. Nó cấm. Bởi vì vì Tiền nói bây giờ phải làm cái calicon cho con thân mới được. Hôm trước tính nói thôi không có làm, rồi cái bắt đầu nó không được, làm cho nó đi cho nó dễ, với lại hơn nữa là sau khi này là tự nó làm một mình, nó khỏi có ai phụ. Dạ nó. Đúng rồi, chứ không có băng hoài rồi có bà ngoại đi theo hoài. Dạ, được đâu có phụ với nó hoài được đâu, cái tay thì tự nó làm đâu được. Còn cái chân này nữa sau calicon cái bắt đầu để lên là tự nó để vô, nó nhúng vô cái. Dạ. Là nó tự nó đi. Dạ. Chứ bây giờ thì hơi bị thụ động. Dạ, bây giờ phải làm cho nó, phải kéo xuống cho nó. Dạ. Rồi Hân, cho cô bác bây giờ anh muốn tự em nói chuyện rồi cho cô bác của anh chị biết về tình hình sức khỏe nè. Rồi sau khi có được cái đôi chân với lại tay á. Đó thì em có thể chia sẻ rồi nói kể chuyện gì vui vui cho anh Bùi Hồ, anh Đạt rồi nghe, cũng như cô bác của anh chị nghe được không? Em rất mừng cái kia vậy đó. Vì Tiền gì cho một đôi cái chân với cái tay nè, rất cảm ơn vì Tiền. Nay để nữa lên trển cái mà đem cái đầm giờ ha, mặc cái đầm đi theo ha, rồi cái bắt đầu đi quay đặng gửi cho dì Tiền ngoài là có tay có chân lẫn như người bình thường rồi. Dạ. Là cho hết nửa thân mình, dì Tiền cho nửa thân mình rồi đó. Dạ, cho nửa thân mình. Dạ. Đó là một cái phép màu. Phép màu đó thiệt. Chứ mà tự nhiên mà ở đâu mà cho mà. Đâu có quen biết gì đâu. Đâu có quen biết gì cho mấy trăm. Là đợt sau là làm thêm cái tay là bao nhiêu nữa? Tay 30 hay ba mấy gì đó. Chân. Ủa, đâu phải 90. 90, cái chân là hôm trước là 130 mấy triệu. 125 triệu. Dạ 125, mà bây giờ nghe nó hơn 30 nữa. Dạ. Rồi Hân. Dạ. Không, rồi mẹ đâu có điện về không? Anh hai đồ. Dạ có. Vậy hả? Mẹ có nói gì không? Dạ lâu lâu điện nói chuyện. Dạ. Nói với mẹ cái gì à? Nói cho anh nghe với. Kể chuyện gì cho kể cho anh nghe với. Chị có nói chuyện hỏi ăn uống sao. À. Không có. Rồi mẹ có khen đẹp gái hơn không? Dạ không. Mà anh cảm thấy bản thân anh thấy em rất là xinh gái luôn. Đó. Biết bao nhiêu sau này là khoảng 1-2 năm nữa là biết bao nhiêu chàng trai mơ ước rồi. Có ai. Hả? Không. 1-2 năm nữa là có người yêu chứ. Cũng có. Rồi sao không? Xe duyên ha. Chứ em làm, ví dụ như em làm cho sau một vài năm nữa em làm cho người ta thương nhớ cũng có người yêu chứ. Không mà ở giá. Ở giá gì mà ở giá. Em đẹp gái quá mà. Anh hai nói ráng đi tự là mà tự làm nha. Không có bắt bà ngoại làm nữa, tự gắn chân vô, gắn tay vô tự đi. Đi Đạt. Phải đi làm. Dạ. Đi vệ sinh rồi đi nữa rồi giặt đồ. Dạ. Làm chứ để ngoại làm hoài sao. Dạ. Mà bây giờ tự đi tắm được rồi. À. Tắm gội đầu mấy kia ấy. Mỗi lần thì mất làm cho nó. Dạ. Tự làm cái trơn à. Dạ. Cái giờ đó, chú bẻ rồi. Cái chân đó gắn vô vậy là mình chỉ đi thôi, mình có ngồi lên, đứng lên, ngồi xuống bình thường không Hằng? Dạ được mà hơi khó. Khó. Cái dạ. Chân đó nó có thể tự duỗi ra được luôn. Đi dở dò dò biết cách đi là nó tự duỗi ra có đầu khớp gối luôn. Đó, dạ. Nó rất hay vậy. Mà điều rất hay mà nhưng mà nó ngắn quá. Nó ngắn quá cái dạ. Bắt đầu nó cấn. Thì bây giờ bởi vì bây giờ mới là vì Tiền nó mới biểu là phải làm cái calicon cho nó mềm là nó không đỡ cái cấn. Dạ đúng rồi. À, tại vì nó ngắn quá. Nhưng mà đi là phải để ý là cái khớp gối. Đúng rồi. Chứ không là nó bị sụp lại là té. Đúng.
cái khớp gối của em mà duỗi ra đi mà không đúng cái bước chân ha, dạ. thì cái khớp gối nó co lại không có được thì nó sẽ té, nó sẽ trẹo cái chân, dạ. em, đúng không? Dạ. Cái khó nhất là của em là đó. Còn mà sau này gắn silicon thì em đi lại bình thường rồi. Con nghe hôm trước bà nói với con rằng á là bé Hân mà mặc cái quấy mà với lại cái chơi đi với cái chân này là người ta không biết luôn, đúng không dạ, bà? Dạ, không biết. Dạ, người ta chỉ nghĩ là Hân bị đau chân thôi. Dạ. Đó, nó hay vậy đó. Anh chia sẻ với Hân cái câu chuyện như thế này. Thì trước đây cũng hơn một năm anh có quay một hoàn cảnh đó là anh Lâm ở Vĩnh Long. Thì anh đậu một cái chiếc xe á lên cái vỉa hè thì cái chiếc xe tải nó tông vô anh, mà anh sinh viên mới ra trường đi thực tập thôi. Tông vô anh là anh nằm tại chỗ mấy năm nay luôn. Thì có một người bà, ba mẹ thì ba thì mất, ba mẹ mất luôn rồi. Có một cái người bà năm nay là 80 mấy tuổi rồi. Bà nuôi, hàng ngày là anh phải nằm đó rồi cái công việc vệ sinh là bà thay hết, anh giống như người thực vật vật vậy đó. Thì anh mới chế tạo ra một cái gồng gọc để anh trị liệu cho cái bản thân của anh. Đó, thì anh tự bà anh này cẩu anh hai tay hai chân cẩu như vậy đó. À, anh cứ nằm tại chỗ, chắc có lẽ em có xem cái clip của anh có không? Dạ, bữa hình như có xem rồi. À, em thấy giữa em và anh đó thì em đã may mắn hơn nhiều rồi, đúng không? May mắn hơn nhiều. Mình đây lại mình lại có thêm một cái động lực đó, đúng không? Là tự mình đi được rồi. Dạ, tự đi được nè, rồi tự sinh hoạt đồ được nè, ăn cơm đồ được hết nè. Vệ sinh rồi bà có phụ không? Tự nó làm được hết. Vệ sinh làm được. Hôm nay là tự nó làm rồi. Dạ. Mà đặc biệt quá đẹp gái rồi. Cái không. Chân trái của mình như vậy nó lúc mà tai nạn nó có ảnh hưởng gì không Hằng? Dạ không. Nó vẫn bình thường, bây giờ vẫn mạnh bình thường. Dạ. Toàn bộ bên trái là không có gì hết. Bên phải là nó văng cái chân luôn mà. Cái tay là nó chỉ bị. Chỉ có tay bên trái là chỉ có chày vậy thôi. Chày bụng với tay, còn lưng thì dưới chân không có gì hết. Mặt cũng không có gì luôn. Dạ. Hân ngày xưa là đi lên Bình Dương đúng không? Dạ. Bình Dương hay Đồng Nai? Bình Dương. Đi lên Bình Dương lúc đó mới 16 tuổi thôi. Vô lại công ty làm. Thì một lần là đi chùa về thì chạy vô chùa cúng mẹ Quan Âm rồi xong thì ra bị tai nạn luôn. Thì cái xe container đúng không Hân? Dạ. Xe container cán ngang văng cái chân ra luôn. Cái tay thì bầy nhầy luôn. Rồi thậm chí là bất tỉnh, là vô bệnh viện là nửa phần bên đây mắc một cái tay chân, nhưng bên đây là lành lặn bình thường. Đó, thì khi mà được điều trị xong tỉnh hết rồi á thì Hân mới biết là mình đã không còn nữa. Và sau đó một thời gian thì mới được kết nối được với lại Mạnh Thường Quân. Mà một điều rất là hay là như thế này nè, trong cái chuyện vô di á, mình không có biết được nó có những cái may nó đến với lại Hân, trong cái xui nó lại có cái may giữ lại được cái mạng sống. Thân thể rất là đẹp, vẫn còn gương mặt á, không có bị gì hết. Đó, thì tay chân đồ bên trái đồ bình thường hết. Và sau đó thì trị một thời gian thì cái tay của Hân á nó bị giống như là có một cái lấy ra xương chưa có sạch á, nó bị nhiễm trùng. Rồi trị hoài không hết luôn, hơn một năm. Cái nước vàng chảy ra ngoài, cái lên Sài Gòn bác sĩ á mới lấy cái cây rút cái xương nó ra xong từ đó hết luôn. Đúng không? Dạ, mà nhờ có bác bên Mỹ á, có đưa một đơn thuốc uống nên là đẩy mũ ra. Đẩy mũ ra luôn, đó, thấy hay không? Mà thêm sao, thêm khúc nữa chú. Dạ, còn khúc thêm nữa. Khúc nữa. Khúc thêm nữa khúc ở dưới này. Ra. Cả lóng tay nữa. Lấy đau không? Dạ không ạ. Ồ. Có nghĩa xương nó chết rồi, hiểu không? Chết rồi, trắng trắng tư luôn. Dạ. Bệnh viện ở Sài Gòn là không thấy cái đó luôn hả? Giờ chụp x-quang là không thấy luôn. Chụp rồi bác sĩ nói ủa sao cái này là cái gì, giờ không thấy cái gì chứ. Đợi tới chiều bác sĩ già, mà bác sĩ nó lại bắt đầu nó lợi coi. Cái bác sĩ nó mới rút ra, tại vì bữa đó băng keo, băng cá nhân đó. Cái ông nó đưa coi, cái tự rút ra, ơi ơi. Hỏi ăn Hân chứ ăn kẹo gì mà. Chứ không ấy là ở dưới đây là đòi mổ thêm lần nữa rồi. Dạ. Bởi vậy cái chuyến sau rồi chú biết chuyến sau này là ở dưới này là nó ló ra nữa. Dạ. Nó ló ra nữa, cái nó ngoại ơi sao bữa nay nó cộm ra. Cộm ra ngoại ơi. Cái nó vậy con rút được nó không, con không dám. Cái nó quay mặt chỗ khác nó để ngoại rút ra cái ợt mà không có máu, không có gì hết trơn, mà nó trắng tư, xương nó trắng tư vậy đó. Nó làm mũ. Nó hoại tử rồi. Dạ. Là cái xương nó chết rồi đó, nó đưa ra. Cái rút ra rổ hút gì mà không có máu không
mũi. Sau này uống thuốc của hàng lúc nãy, thuốc của dạ, cái ông ở bên Mỹ. Dạ, đưa đơn thuốc uống hết luôn hả? Dạ, rồi hết luôn tới giờ luôn. Cái bắt đầu mới đi ra ngoài gắn tay lại. Cũng may ghê. Nói chung là hơn là hơn, là cũng còn may mắn nhiều á. Nhiều hơn mấy cái người kia, mà mấy cái người mà người ta hỏi chứ cán làm sao mà mình mấy mặt mày không có chân, chỉ có tay với cái chân thôi. Rồi là mặt mày thi thinh vậy. Cái đó cũng là một cái điều thần kỳ bà. Dạ. Còn ông bà độ dữ lắm. Ông bà độ hoặc là mẹ Quan Âm độ hay là sao á, che chở bà. Dạ. Chạy cái bụng mà cái tay mà cái mặt không có. Sau này là để coi cho cái chân có thịt lại đó nè, là bác sĩ phải lóc cái phần thịt, lóc cái phần thịt bên phần bên chân da, da của bên này để nuôi bên kia. Cái chân là quá tẹo luôn, cái chân bên này. Bữa nay nhìn anh thấy cái tín hiệu tích cực lạc quan của em một là tròn trịa ra. À, chứng tỏ là ăn ngon ngủ yên. Hai là nụ cười đó hiện nhiều trên cái đôi môi của em rồi đó. Ba là thấy em đã cái ước mơ của em, của bà ngoại, của cũng như là của ông ngoại rằng là có một cái số vốn nào đó để mà em có thể tự đi được trên cái đôi chân của mình và có thể sinh hoạt hàng ngày giống như bao mọi người, thì cái đó cũng được luôn rồi. Hiện nay là đã được 80% rồi đó. Chỉ còn 20% là từ cái tự bản thân của em phấn đấu thôi. Đó. Thì cũng là một cái đoạn clip ngắn ngủi nhưng mà nó sẽ tạo cho tất cả các bạn cũng gặp những cái xui rủi giống như em, có thêm một cái động lực sống, một cái ý chí vươn lên trong cuộc sống. Và em là một bài học cho mọi người, nó ý chí đấu tranh tâm lý nó quan trọng lắm. Đôi khi thì cái người mà không vững tâm lý thì nó sẽ bị stress luôn, nó bị trầm cảm, dễ đi vào tự kỷ lắm. Nhưng mà em là anh khâm phục em, cho em một like đó. hồi cái lúc mà ấy là đưa cái hậu môn ra ngoài nữa. Dạ. Nó cũng dẫn ấy, anh hai nó động viên lắm, em cứ em ra ấy để em bình tĩnh đi. Còn anh hai nè, còn cha còn mẹ nè, là em phải phấn đấu lên ha, em đừng có suy nghĩ chứ. Anh hai nó động viên, nó nói dữ lắm. Rồi riết rồi cái bắt đầu nó tự nó hiểu, nó biết rồi. Em sống đây là có anh hai, có ba, có mẹ, ông bà ngoại này kia, đâu có gì đâu mà em chịu rồi. Em phải ráng vươn lên. Rồi nó biết rồi, tự nó ấy, nó không có buồn nữa. Lúc đó gặp bà ngoại á, mới bị khoảng một tháng về á, thì được anh kia giới thiệu gặp bà ngoại chỉ biết nói ra, hồi chỉ biết trào nước mắt thôi. Mà bây giờ bà ngoại nói là gôn gã vui vẻ. Mừng dữ lắm chú ơi. Thì thôi thì hôm qua cái đoạn clip này thông báo cho cô bác quý anh chị một cái tín hiệu vui từ em. Thì cũng như em có thể chia sẻ lời nào đó cảm ơn để cho cô bác quý anh chị Mạnh Thường Quân đã đồng hành hỗ trợ cùng em, để cùng cho em nâng bước đi của em. Nói một lời nào đi cho cô bác quý anh chị vui ha. Dạ em cảm ơn chị Tiền, cảm ơn các cô dì chú bác, Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ em. Nhất là cô Tiền. quá trời tiền rồi. Dạ. Không có quen có biết chưa mà tự nhiên lên thấy rồi bắt đầu xuống như này rồi nổi. Dạ. Là hỗ trợ hết 100%. Thì đó, đợt rồi đi lên cái chân thôi mà thấy cũng vất vả quá trời, cả ngày trời đợi á. Thì hôm nay thì cùng với lại bạn con là Đạt Đồng Tháp là mới làm kênh, thì quay để cho mà thăm cái hoàn cảnh của Hân, để cho cô bác quý anh chị biết luôn, cũng như là sau gần hơn 6 tháng rồi. Từ ngày làm chân đến giờ cũng hơn 6 tháng này, con mới có dịp quay trở lại thăm Hân, cũng như là thông báo cho cô với quý anh chị, cô bác quý anh chị biết về cái tình hình. Mẹ nó còn làm Bình Dương rồi, bởi vì nó ở dưới này không, ở đâu có tư luôn ở dưới này luôn. Dạ, một lần nữa thì chân thành cảm ơn cô bác quý anh chị là tất cả Mạnh Thường Quân đã đồng hành cùng kênh Bùi Hồ, cũng như là đã giúp đỡ cho hoàn cảnh của em Hân. Chân thành cảm ơn chị Lâm Tuyền đã ủng hộ hoàn toàn 100% cái chi phí để cho em có một cái chân, một cái tay để mà em có cái nghị lực trong cuộc sống ha. Thì chắc có lẽ là hai anh em Bùi Hồ và Đặng Đồng Tháp xin chào. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý anh chị ở chuỗi video clip sau. Chào em. Dạ. Dạ con chào bạn.